Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Canh Tý năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ, ngày Canh Tý tức Can Sinh Chi, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Bích Thượng Thổ, Kỷ Tuổi, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là Tuổi, Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, có các sao tốt như sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Mã Đức Tinh, tốt mọi việc, sao Kính Tâm, tốt đối với an táng, sao Quan Nhật, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ, kỵ về nhà mới, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Yếm Đại Họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Nguyệt Kiến Chuyển Sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao Thiên Địa Chuyển Sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao Phủ Đầu Giáp, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Bắc, Tài Thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có được báo hiệu. Trải qua một ngày, phương diện tài lộc của bạn có được những dấu hiệu phát triển đáng mừng là nhờ có chính tài chiếu mệnh. Với bạn tuổi Tý, bạn đang có được chính tài nhập cục, cho nên tài vận của bạn trong ngày hôm nay khá tốt và bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, song cũng đừng vì thế mà tiêu xài quá phung phí nhé. Trong ngày này, dù bạn làm công việc gì đi chăng nữa, với công sức lao động mà bạn sẽ bỏ ra, sẽ nhận được những đồng lương xứng đáng với mình. Với bạn tuổi Tý, bạn là người chăm chỉ, cẩn thận, tuy nhiên bạn lại quá dễ hài lòng với thực tại. Hãy đặt ra cho mình với những mục tiêu cao xa hơn và cố gắng thực hiện chúng. Hãy sử dụng hết khả năng của mình nữa bạn tuổi Tý nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này làm cho bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là đối với các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm ở bàn giấy thì bạn cần phải thỉnh thoảng đứng lên, thư giãn và vận động chứ đừng có ngồi một chỗ, kéo lại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mình. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tư tưởng bảo thủ, khó tiếp thu những điều mới mẻ, không muốn phát triển. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đừng dễ hài lòng với thực tại, hãy cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên tăng cường vận động, tập thể dục thể thao thường xuyên hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy mở rộng mối quan hệ xã giao của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 55, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay tiến triển vô cùng là suôn sẻ. Bạn tuổi Sửu, bạn được mọi người tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng bởi bạn luôn có thể tìm ra những phương án giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất. May mắn hơn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, mối quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa, giúp cho bạn gặp được quý nhân hoặc là người có cùng chí hướng với mình. Đôi bên cùng có thể hợp tác thực hiện những dự án mới và đợi thành quả trong tương lai của mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này nhắc nhở bản mệnh cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Và bạn tuổi Sửu chớ nên dồn toàn bộ thời gian, tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ bê người thân. Hãy nhớ rằng tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, công việc tiến triển được suôn sẻ, thuận lợi dù có gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, được người đi trước giúp đỡ, giải quyết cho bạn những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, gặp được người có cùng chí hướng nên hợp tác làm ăn về lâu dài. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, bớt thời gian làm việc, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 27, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang có điềm báo trải qua một ngày không được mấy thuận lợi với mình. Khi bạn tuổi Dần đang có sự kiêu ngạo, cho rằng mình là người tài giỏi nhất, cho nên không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Và ngày này, dưới sự tác động của thiên quan chiếu mệnh, làm cho bạn tuổi Dần rất dễ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác, thậm chí là chính với cấp trên trực tiếp của mình nữa. Với bạn tuổi Dần, bạn cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn bạn cũng không thể đúng trong mọi trường hợp được. Vì vậy, bạn cần phải học cách khiêm tốn để lắng nghe và khắc phục những điểm yếu của mình. Có như vậy, trong hợp tác với mọi người mới có thể phát triển cùng đi lên được nhé. Trái lại, trong phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần ngày thứ bảy này, các chuyện tình cảm của bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy, với bạn là người biết chăm lo cho gia đình, bạn tuổi Dần hiểu rõ ràng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, cho nên sẵn sàng làm mọi việc vì người thân của mình nữa. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, kiêu ngạo, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, học cách khiêm tốn để lắng nghe và hợp tác với người khác cùng phát triển. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, biết chăm sóc và vun vén cho gia đình của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, có trách nhiệm với người thân. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 95, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang có điềm báo dễ gây mất lòng người khác trong ngày hôm nay bởi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu tác động tiêu cực lên vận trình của mình.
Bạn tuổi Mão đang quá mức kiêu ngạo và chủ quan. Nếu như bạn không cẩn thận, bạn sẽ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính xác và tương lai của bạn sẽ phải hối tiếc về sau này nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, nếu như muốn góp ý cho người khác, bạn mệnh cũng nên lựa chọn những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe, giúp việc giao tiếp trở nên hiệu quả hơn. Và ngày này, bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. May mắn là bạn mệnh có được một người vợ hoặc là người chồng rất tâm lý và luôn sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của bạn, tha thứ cho những lỗi lầm mà bạn mắc phải. Vì vậy, nếu như bạn đang trăn trở vấn đề gì, bạn không nên giữ ở trong lòng mà nên giải tỏa ra cho nhẹ nhõm bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy dễ gây mất lòng người khác vì không chú ý tới cách diễn đạt của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa coi thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ chú ý cách ăn nói và cư xử đúng chừng mực, đừng gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc có tài nhưng cần phải khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng tâm lý và thấu hiểu, hãy cùng tâm sự để tìm ra cách giải quyết vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 36, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên dễ thở hơn. Với bạn tuổi Thìn, bạn đang cảm thấy hăng hái ngay cả khi đối diện với những thử thách. Tuy nhiên, vì bạn tính cả thèm chóng chán, cho nên bạn lại thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời và dễ dàng từ bỏ khi thấy mọi việc cứ lặp đi lặp lại nhé. Và với bạn tuổi Thìn, bạn nên nhớ rằng nếu như muốn thành công thì phải quyết tâm cao độ, làm việc gì cũng nên cố gắng kiên trì cho đến cùng. Còn nếu như bạn luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy với bạn đang có điềm báo sẽ có những bất ổn trong mối quan hệ về tình cảm giữa bạn và người ấy. Và mỗi khi có vấn đề nào đó xảy ra với bạn tuổi Thìn, không nên nóng nảy mà cần phải dành thời gian để lắng nghe đối phương giải thích. Hãy tìm cách bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của những người xung quanh nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hăng hái mọi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, làm việc theo cảm hứng nhất thời, không duy trì được sự kiên trì. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nên rèn luyện tính kiên trì, chớ bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mối quan hệ vợ chồng không được hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên vội tin theo những lời bàn ra tán vào của người ngoài. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 55, số 69, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ có thể khẳng định được giá trị của bản thân mình trong tập thể. Với cách giải quyết vấn đề hợp lý, không chê vào đâu được của bạn, bạn có thể khiến cho những kẻ ganh ghét mình phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa nữa. Song với bà tuổi Tỵ trong ngày này, bạn cần phải chú ý cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người, đừng có mãi sống trong một thế giới riêng của mình. Có đồng nghiệp và bạn bè xung quanh sẽ giúp cho bạn cảm thấy cuộc sống muôn màu, vui vẻ hơn rất chi là nhiều nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn
là nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay là sở thích cá nhân. Nếu như bạn quá chăm chú vào những vật ngoài thân như vậy, bạn sẽ thấy hối tiếc vì trước đó mình đã không lựa chọn gia đình đâu nhá. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa thể hiện được giá trị của bản thân mình trong tập thể. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ khiến cho mọi người phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim quan tâm hơn tới gia đình của mình, đừng có để cho tình cảm bị phai nhạt. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 89, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021, xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ trở nên nóng nảy hơn thường ngày, và mỗi khi gặp phải mâu thuẫn, bạn tuổi Ngọ thường hay nói hoặc là thực hiện những hành động tức thời mà không suy nghĩ cẩn thận nữa. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Ngọ ngày này, nếu như đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh, thậm chí là nịnh nọt mình. Tuy vậy, bạn tuổi Ngọ vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ, đừng có để cho những lời nịnh nọt lung lay quan điểm của mình bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày này, xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm Tân Sửu, theo hải thượng là ông, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Trong ngày này, nếu như bạn tuổi Ngọ có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy không biết tiết chế cảm xúc, dễ hành động bộc phát. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa nhận được sự chú ý của nhiều người khác phái. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ nên giữ khoảng cách với mọi người, chớ nên dễ dãi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc thích hợp với các công việc như là xuất hành, cưới hỏi, xây cất về nhà cửa. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 41, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021, xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này gây nhiều tác động xấu lên vận trình công việc của bạn ngày hôm nay. Với những hành động vô tình của bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu vào lúc nào không hay. Vì vậy với bạn tuổi Mùi, hãy chú trọng trong từng việc mình làm, trong từng lời ăn tiếng nói, đề phòng có người giở trò sau lưng nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, mối quan hệ giữa bạn với những người thân trong gia đình trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng nhau. Và để giải quyết tình trạng này, đôi bên đều cần phải mở lòng mình hơn để lắng nghe ý kiến của đối phương và cố gắng hiểu điều đối phương đang nghĩ gì nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi Mùi ạ, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bản mệnh nên ưu tiên đi về hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những rủi ro với mình, gặp được nhiều điều thuận lợi hơn. Trong ngày, đối với những gia đình có thai phụ, không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi.
Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, chú ý xung quanh, chớ nên vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, không nên hành động bốc đồng, nếu không dễ vướng phải rắc rối. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng có nhiều ý kiến bất đồng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, đôi bên cần phải cố gắng thấu hiểu và nhường nhịn nhau hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cẩn thận với các mối quan hệ xã giao của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 71, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Và người kia luôn quan tâm, chăm sóc cho bạn, luôn dành thời gian để trò chuyện và thấu hiểu những suy nghĩ của bạn, cảm nhận của bạn nữa. Cho dù với bạn tuổi Thân đã kết hôn hay là chưa, nếu như có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bạn mệnh cũng có thể tìm thời điểm thích hợp để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn trong ngày hôm nay. Và sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn đôi bên sẽ có thêm những kỷ niệm đẹp và càng thêm phần gắn bó hơn. Và xem tử vi cũng cho thấy, với bạn tuổi Thân trong ngày này đang có được thiên tài nâng đỡ, cho nên bạn tận dụng tốt những cơ hội để gia tăng thu nhập cho mình, đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do. Với bạn cũng có thể sẽ có được một khoản tiền bất ngờ, có thể là được cho hay là lấy được tiền từ khoản nợ lâu ngày nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, luôn thấu hiểu và bao dung hơn, quan trọng gia đình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nhận được sự chú ý của nhiều người, công việc được suôn sẻ, tài lộc được tốt. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 99, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang có điểm báo phải đối đầu với cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Do đó, với bạn tuổi Dậu tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc ngày hôm nay. Nếu không chú ý, rất có thể bạn sẽ lâm vào những rắc rối khi phải đối diện với những trở ngại bất ngờ xảy ra. Bản mệnh tuổi Dậu trong ngày này cũng không nên quá vội tự tin vào mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi chăng nữa, bởi với bạn đang có điểm báo, hôm nay có kẻ ném đá giấu tay xuất hiện. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất đi chăng nữa, bản mệnh tuổi Dậu cũng chớ nên sốt ruột, mất bình tĩnh nhé. Bạn tuổi Dậu cũng có thể chia sẻ những tâm sự với người ấy, với những rắc rối trong công việc. Đừng có giấu mọi chuyện ở trong lòng. Đây không chỉ là thời điểm để cho vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là cơ hội để cho cả hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn nữa. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, công việc gặp trở ngại bất ngờ, không nên lơ là, thiếu tập trung. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chú ý kẻ xấu ném đá giấu tay, cản trở công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nên bình tĩnh, tìm hướng giải quyết công việc sao cho hợp lý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng, khiến cho bản thân căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tâm sự với nửa kia nhiều hơn để cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 38, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tuất
thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ Bảy này với bà tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bà tuổi Tuất đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm. Với bạn, đang có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ, đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích kiếm lợi ích cho mình. Và để tránh những rắc rối xảy ra, bạn tuổi Tuất nên giữ cho mình đầu óc luôn tỉnh táo và lý trí hơn, đồng thời đề phòng những người khác tiếp cận với mình nữa nhé. Ngày này, bạn tuổi Tuất cũng cần quan tâm hơn tới gia đình của mình và lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình, bắt đối phương phải nghe theo, bởi chưa chắc chắn những quan điểm, suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn. Thêm vào đó, với bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này cho thấy ưu điểm của bạn là có được sự kiên định, làm việc gì cũng chắc chắn, cho dù có gặp phải những khó khăn cũng không lùi bước. Và nếu như bạn biết phát huy được những ưu điểm mặt tích cực này, bạn hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của những người lãnh đạo và có cơ hội thể hiện khả năng của mình, cơ hội thăng tiến cũng không xa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, xung quanh có nhiều kẻ giả tạo, chú ý giữ gìn khoảng cách. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, làm việc chắc chắn, không lùi bước trước những khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, nên phát huy những mặt tích cực, mặt tốt đẹp của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 22, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ Bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là bà tuổi Hợi đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay trở nên dễ thở hơn. Bạn tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Bạn vốn là người dễ gần, bạn sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên và giúp đỡ của những người khác nếu như bạn phải đương đầu với những khó khăn đi chăng nữa. May mắn hơn là trong vận trình ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Hợi, bạn mệnh còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và quý nhân sẽ giúp đưa ra cho bạn những chỉ dẫn hợp lý, khiến cho con đường tương lai của bạn không còn mông lung như trước, đồng thời giải quyết dứt điểm những vấn đề hiện đang tồn tại mà bạn đang gặp phải nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải chú ý, quan tâm hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân mình, không nên lơ là với những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, cho dù công việc của bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, có sức khỏe là có tất cả bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, sẵn lòng giúp đỡ những người khác khi có ai đó gặp khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân giúp đỡ cho bạn giải quyết được những rắc rối. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có phương hướng chính xác cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, cần phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ Bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 55, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào.